đã được bắt đầu. Không được. Là cầu thủ FC Lạc Điền dứt điểm. Không được. Phản công dành cho FC một nha. Không được. Cơ dứt điểm. Không được. Một pha băng ra kịp thời của thủ môn. Dứt điểm ngay. Pha sút rất căng. Không được. Bật bóng rồi. Rất khéo léo. Cơ hội. Cột 2. Không có bàn thắng dành cho cầu thủ FC Lạc Điền. Không được. Cơ hội. Không có bàn thắng dành cho cầu thủ FC Lạc Điền. Cơ hội không được. Cơ hội không được. Rất đáng tiếc. Cơ hội không vào. Rất đáng tiếc dành cho FC Lạc Điền. Bàn thắng dứt điểm ngay. Không được. Cơ hội dành cho FC một nhà. Không được. Bàn thắng qua người không. Cơ hội không được. Chí Khoa rất toán. Cơ hội không được. Dứt điểm ngay. Không được. Tiếp cao. Dứt điểm ngay. Đã có bàn thắng dành cho cầu thủ FC Lạc Điền. Và dứt điểm ở vị trí khá xa của đội trưởng Tiến Cao đã mang về bàn thắng cho các cầu thủ FC Lạc Điền. Tỷ số là 1-0 dành cho FC Lạc Điền. Cơ hội không được. Các cầu thủ bên phía FC một nhà đang phản ứng cực kỳ quyết liệt. Đứng trong bóng này đó là đang là đội trưởng Văn Nam. Vào không. Không vào. Vẫn có bàn thắng dành cho cầu thủ FC một nhà. Đứng trước bóng này đang là số 16 Tô Thắm. Dứt điểm ngay. Không được. Rất đáng tiếc dành cho cầu thủ FC Lạc Điền. Bàn thắng. Nguy hiểm. Đã có bàn thắng dành cho các cầu thủ FC Lạc Điền. Người ghi bàn trong tình huống vừa rồi đó là cầu thủ mang áo số 8 Ngọc Mạnh. Một pha bay người đánh đầu rất đẹp mắt của Ngọc Mạnh. Rất thoáng. Tô Thắm. Chuyền cột 2. Không được. Một pha đá cột 2 rất hay của Tô Thắm. Rất đáng tiếc là Ngọc Mạnh đã hụt bóng trong tình huống vừa rồi. Sau tình huống vừa rồi thì một cầu thủ bên phía FC Lạc Điền đang nằm sân. Chiến Khoa rất thoáng. Không có bàn thắng dành cho các cầu thủ FC Lạc Điền. Chuyển sang cánh dành cho Tô Thắm. Vẫn là Tô Thắm. Rất vào. Rất căng. Đã có bàn thắng. Nâng tỷ số lên 3-1 dành cho cầu thủ FC Lạc Điền. Người ghi bàn đó là cầu thủ mang áo số 8 Ngọc Mạnh.